Chuyển sang phần tin trong nước, thưa quý vị và các bạn, đúng dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Sô Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021. Đây là dịp để tri ân và tôn vinh các nhà báo đã công hiến trí tuệ, sự nhiệt thành, tâm sức để mang đến cho độc giả, khán thính giả những tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương đã tới dự. Qua 16 năm tổ chức, đến nay giải báo chí quốc gia tiếp tục nhận được sự tham gia của 18 liên tri hội và 35 tri hội trực thuộc. Đây là năm thứ 5 liên tiếp giải có sự góp mặt của đầy đủ 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố. Ban tổ chức đã nhận được 1.911 tác phẩm, trong đó có 1.761 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Theo lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia đã phản ánh chân thực, kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị của đất nước năm 2021, nhiều tác phẩm đã cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phản biện, phát hiện, đấu tranh, phê phán cũng như biểu dương xây dựng của báo chí. Đặc biệt, mảng đề tài liên quan đến đại dịch COVID-19 chiếm tỷ lệ cao ở tất cả loại hình báo chí. Nhiều tác phẩm chân thực, xúc động, lay động lòng người, thể hiện sự dấn thân của phóng viên, nhà báo, có tính lan tỏa cao trong xã hội. Từ 152 tác phẩm vào vòng trung khảo, Hội đồng giải đã thảo luận thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn 115 tác phẩm để trao giải, trong đó có 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C và 35 giải khuyến khích. Tham gia giải báo chí quốc gia năm 2021, Đài phát thanh truyền hình Yên Bài đã đạt giải khuyến khích với tác phẩm Những thầy cô cắm bản học bác để trồng người của nhóm tác giả Hương Giang, Kiều Loan, Thanh Hường. Tác phẩm viết về các thầy cô giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, nhưng vì tình yêu con chữ, tình yêu học trò, các thầy cô vẫn bám trụ với nghề để ươm mầm tương lai cho đất nước. Nhiều năm liên tiếp, Đài Phát Thanh Truyền Yên Bái đều có tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của COVID-19 có thể làm cho dịch bệnh trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Omicron là biến thể phổ biến trên thế giới nhưng vẫn chưa phải là biến thể cuối cùng. Tại Việt Nam, số mắc COVID-19 trong thời gian qua có xu hướng giảm mạnh, nhưng số mắc mới được ghi nhận tăng nhẹ trở lại trong những ngày qua tại một số tỉnh thành phố. Thời gian gần đây, biến thể Omicron đã ghi nhận chiếm chủ đạo với các nhánh phụ, trong khi biến thể phụ BA.5 đã ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch. Trong tuần gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 135 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Như vậy, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 721 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong theo khuyến cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội khi phát hiện trẻ mắc tay chân miệng gia đình nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn về cách chăm sóc cách phát hiện triệu chứng nặng không nên tìm hiểu thông tin trên mạng rồi tự ý dùng thuốc có thể khiến bệnh nặng thêm Vài ngày nay giá cá hồi đột ngột tăng cao khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Tại một số hệ thống siêu thị lớn, cá hồi Na Uy nguyên con được bán với giá 568.000 đồng mỗi kg, cá hồi phi lê là 800.000 đồng mỗi kg. Mức giá này được xác nhận tăng gấp 2 tới 3 lần so với cách đây vài tháng, cao kỷ lục trong vài năm trở lại đây. Theo các siêu thị, nguyên nhân khiến giá cá hồi tăng cao kỷ lục là do nguồn hàng đang khan hiếm cộng với chi phí nhập khẩu tăng cao. Nhiều năm trước thì cá hồi được coi là món ăn của nhà giàu vì loại cá này cho thịt ngon mát, giàu vitamin, thường chỉ sống được trong môi trường nước lạnh, khó nuôi nhân tạo. Vì thế mà giá thành thường không rẻ. Nhưng vài năm trở lại đây, nhiều địa phương, đặc biệt là ở Sapa, Mộc Châu nuôi được khá nhiều cá hồi. Vì thế giá thành có thời điểm xuống thấp chỉ 150.000 đồng một kg. Sản lượng cá hồi trong nước tăng lên cũng kéo theo giá thành cá hồi nhập ngoại hạ nhiệt chỉ còn khoảng 200-250.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công an nhiều địa phương, nhất là các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên, liên tiếp nhận được đơn cầu cứu của các gia đình có con em bị lừa sang Campuchia làm việc. Điểm chung của các nạn nhân là do tin và thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao. Sau khi bị đưa sang Campuchia, nạn nhân bị ép buộc làm việc phi pháp. Những người không đồng ý làm việc sẽ bị đe dọa và đánh đập. Khi nạn nhân muốn về lại Việt Nam, các đối tượng yêu cầu phải nộp hàng trăm triệu đồng tiền chuộc. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang nỗ lực xác minh giải cứu các trường hợp bị lừa đảo sang Campuchia. Tuy nhiên, việc này hiện gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng có liên quan đều ở Campuchia. Cơ quan công an khuyến cáo người lao động cần nâng cao cảnh giác với thông tin tuyển dụng qua mạng xã hội. Khi có nhu cầu tìm việc làm, cần liên hệ với các đơn vị được cấp phép hoặc trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đối với những trường hợp nghi vấn bị lừa đảo thì cần trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ.